Chào các bạn nhá. Chào mừng các bạn đã đến với Xám Ong Dương. Ngày hôm nay lại tiếp tục đi tìm ong các bạn. Sáng sớm này đi lại gặp được một cái tổ ong phái siêu to khổng lồ đấy các bạn. Đây này. Đó, nó ở cái cây tư thế đây các bạn. Lên cực kỳ là dễ luôn. Cái tổ này siêu to luôn các bạn nhá. Nhưng mà quan trọng nhất là bây giờ mật như thế nào thôi. Mùa này ấy, gặp những cái tổ ong già thì mật nó sẽ kém, còn những cái tổ ong vừa vừa phải phải đấy các bạn là mật nó sẽ nhiều. Nhìn trông cái tổ này mình sợ già các bạn, bởi vì cái tổ nó to. Thường thường là những cái tổ ong non thì nó chưa bao giờ có cái tổ nó to như thế này các bạn, siêu to luôn các bạn nhé. Sáng sớm rồi, giờ mình sẽ làm khói lên đánh cái tổ này các bạn nhé. Khói mình đã chuẩn bị xong rồi các bạn. Tổ này thì chắc chắn là mình sẽ đút khói rồi mới cầm lên thôi. Bởi vì mình làm cái bó khói bằng tre đấy các bạn. Mình đốt khá lâu mới cháy các bạn. Chuẩn bị lên các bạn ơi. Cây này phải nói thật sự là cực kỳ là đơn giản. Cái tổ ong khủng long các bạn. Cực kỳ là khủng long luôn. Bên này nè các bạn. Quá là khủng long rồi. Mình hôn các bạn đấy. Già chứ nhỉ. Ôi chứ già lắm. Ô cái bầu mật khủng các bạn. Ngon rồi các bạn ơi. Sáng sớm được gặp tổ này. Thế là ngon rồi. Ôi bịt nắp rồi các bạn ơi. Bỏ khói ở đây các bạn. Ồ, cái bầu một. Ồ, siêu khủng các bạn. Đây các bạn có thể thấy cái thân cây rất là to luôn các bạn. Cái bầu mật này các bạn. Ôi, gặp hàng khủng buổi sáng rồi các bạn ơi. Đấy, gặp những cái tổ ong chưa già như thế này các bạn. Cái bầu mật nói chung là quá khủng luôn. Cái này biết nắp rồi các bạn. Đây. Đó. Phấn thì nói chung là cũng hơi nhiều. Nhưng mà được cái quả bầu như thế này thì là ngon rồi các bạn. Cái bánh tổ này các bạn. Siêu to luôn các bạn ơi. Trời ơi. Bầu rất dày đúng các bạn nhé. Đây này. Chú này mới là to các bạn. Bắt đầu cắt các bạn nhé. Ui. Cái đống phấn các bạn. Nhưng các bạn có thấy được không nhỉ? Phấn cũng không, nói chung là cũng không nhiều các bạn. Ít thôi. Được cái của bầu to.
Ồ, chín một rồi. Ô, chúng mất rồi các bạn. Lọc sau là còn cái bầu khổng lồ luôn các bạn. Mật rất đặc luôn các bạn ơi. Con dọc to này đúng là thật sự là không cắt bầu không đẹp. Bắt đầu bỉa các bạn nhé. Ô ghế à. Ôi bầu siêu dày luôn các bạn. Nặng các bạn. Ôi cái bầu chiếu thế nào thế. Ôi bầu nằm chiếu này thôi các bạn ơi. Bầu siêu dày luôn các bạn ơi. Sáng sớm được tổ này ngon các bạn. Mình dừng máy đi xuống đây các bạn nhé. Vừa đánh xong các bạn. Thành quả đây các bạn ơi. Rất đẹp luôn. Màu sấm các bạn nhé. Đây cho các bạn xem cái độ dày của cái bầu mật này các bạn. Cái bầu mật tròn tròn này các bạn nhé. Đó, rất dày luôn. Ngon các bạn. Buổi sáng được củ này nói chung là khá là ngon. Giờ mình lại tiếp tục đi tìm các bạn nhé. Ông đang về tổ này các bạn. Tiếp tục một tổ ong khoai lên nữa các bạn. Bay về. Đấy. Về. Về rất là nhiều luôn các bạn. Lấy ở kia các bạn. Lại cả chỗ này này các bạn. Chỗ này nữa các bạn. Cái tổ ong khoái này thật sự là lấy nước khá là nhiều. Bên kia lấy nhiều các bạn nhé. Bên, đây này các bạn. Vừa ra này. Đấy, đi về này. Đó, bay về này. Giờ mình sẽ xác định cái tổ này về đâu các bạn nhé. Đây, về này. Đây các bạn. Ong khoái đang lấy nước các bạn nhé. Đó, ra rất nhiều luôn này các bạn. Phải nói là cực kỳ là nhiều luôn. Và mình đã xác định được cái tổ này về rồi. Giờ các bạn cùng theo chân mình đi xem cái tổ này có to hay không các bạn nhé. Đấy, đi về này, lại tiếp tục đi về các bạn. Cuối cùng cũng đã thấy rồi các bạn. Đấy các bạn nhé. Tổ này thì mới về thôi. Mình nghĩ là tổ này mới đang làm cái bầu mật chính thôi. Kìa các bạn, bạn có thể thấy cái bầu mật khá là dày các bạn nhé. Đó. Bây giờ thì ong thật sự là không thể nào để lại được. Cứ có mật đấy thì mình sẽ lấy các bạn. Đây. Đó, tổ này thì tí khả năng là mật thì nó cũng nhiều đấy. Giờ mình sẽ làm khỏi lên đánh cái tổ này các bạn nhé. Khỏi mình đã chuẩn bị xong rồi các bạn. Mình sẽ theo cây bé này lên các bạn nhé. Mở lên không biết có rung đến cái tổ ong hay không.
Mình lên theo cái chiều này, cái ong lúc nào nó cũng bay vào người đấy các bạn. Thì thường thường những cái tổ ong như thế này thì nó hay giữ. Tổ này thấp thì mình sẽ đốt khói rồi mới cầm lên các bạn ấy. Bởi vì theo cái cây, cái này lên ấy, thì nói chung là một mạch là đến cái tổ ong các bạn. Bắt đầu lên các bạn nhé. Lửa không cháy à? Đây các bạn, đến tổ ong ngay các bạn. Này thật sự là kiểu này ong lúc nào nó cũng bay vào người các bạn. Ôi. Khó bị đến các bạn. Ai, ai, ai. Mình nói rồi, kiểu này kiểu gì nó cũng phải bay vào người các bạn. Ai. Cái bồng mật kìa bạn. Tụi này mới về sao phấn nhiều đấy. Mật cũng khá nhiều các bạn. Mà tụi này phấn nó hơi nhiều. Cứ treo lên đây các bạn nhé. Ai. Khói nhìn mù luôn. Chỗ này mới các bạn. Chắc cũng được vài kg các bạn ơi. Rất mệt luôn các bạn. Tổ ong đây các bạn. Cái bầu mật khổng lồ các bạn ạ. Đó. Đây, như thế này thì mà không đánh thật sự là người ta đánh đi chi phí các bạn. Hôm nay chưa có nhộng đâu các bạn ơi. Chưa có nhộng nhưng mà cái quả bầu các bạn nó siêu to luôn các bạn ơi. Ai. Chưa đẻ trứng các bạn. Mỗi quả bầu. Giờ mình sẽ tiến hành cắt các bạn nhé. Chưa có nhộng đâu các bạn ơi. Cái tổ này thì kiểu gì nó cũng phải bỏ đi nơi khác làm thôi. Cái bầu mật mới về thôi mà bầu mật khổng lồ luôn. Tách phần ra các bạn nhé. Trúng một bên trúng mất rồi các bạn. Không biết các bạn có thấy được không?
bắt đầu bỉa các bạn nhé. Ôi đây các bạn, siêu đẹp luôn các bạn. Ôi ngon các bạn. Ôi những cái quả bầu mềm rơi xuống tủ bóng đã chảy mật ra các bạn. Đây các bạn ơi, mật đã chảy ra hết rồi. Phần này thì mình khả năng mình để lại cho cái tủ này ăn thôi. Đây các bạn ơi, để mình sẽ đi xuống các bạn nhé. Vừa đánh xong các bạn, thành quả đây các bạn ơi. Nói chung khá là to các bạn ơi. Đây các bạn có thể thấy cái độ dày của cái tủ này. Đó. Vài cân các bạn. Mật đã chảy ra rồi. Mình xuống dưới kia em còn được cái gì nữa hay không các bạn nhé. Tủ thứ hai ong khoái ngày hôm nay rồi. Mình về dưới này thì lại gặp được một cái tổ ong, ong bầu đất các bạn. Đất nó khá là nhiều các bạn. Mình sẽ cố quay cho các bạn xem cái tổ ong bầu đất này các bạn nhé. Ồ, cái tổ ong đất không bằng rồi. Đất khá là nhiều các bạn. Hôm nay thì mình cầm cả cái áo bảo hộ đi các bạn nhé. Gặp ong bầu vé thì ong nhộng ấy thì mình vẫn đánh bình thường các bạn. Giờ mình sẽ mặc áo lên đánh cái tổ này các bạn nhé. Mình đã mặc áo xong rồi các bạn. Đồng đất này các bạn. Trời, như tổ ong đất này các bạn. Đất khá là nhiều các bạn ơi. Đây các bạn có thể thấy cái đồng đất này các bạn. Tổ này có khi là này tiếp tục hàng khủng rồi các bạn ơi. Cái tổ này là tổ ong bầu đất các bạn nhé, chứ không phải ong đất đâu. Mình sẽ đập cho con mẹ bay ra các bạn nhé. Tổ này mình nghĩ chắc là sâu lắm đây các bạn ơi, không có một con mẹ nào bay ra các bạn. Bắt đầu mới ra các bạn. Mình sẽ bắt một con cho các bạn xem là cái con ong bầu đất này các bạn. Y hệt như con ong bầu vé đấy các bạn, nhưng mà cái loại này thì nó to hơn. Với lại thì nó ở dưới đất, nó đào đất giống như cái ong bạc trà đấy các bạn. Đây này. Siêu to luôn.
xuống như thế này thôi các bạn. Ồ. À, tủ đây các bạn. Giờ mới đến tủ các bạn. Tủ rất to luôn các bạn nhá. Đây này. Các bạn có thể thấy cái tủ không? Rất to luôn các bạn. Rất to luôn các bạn ơi. Đây. Cái loại ong bầu đất này các bạn. Y hệt như ong đất luôn. Ui. Khá là mẩy đấy các bạn. Những cái viền này là mới đang làm các bạn nhé. Chưa có nhộng ấy. Đây. Những cái viền này thì nó mới đang làm thì sẽ thấy là chưa có nhộng, nhưng mà bắt đầu từ bên trong này là có các bạn. Siêu đẹp luôn các bạn ơi. Siêu mẩy luôn các bạn nhé. Giờ mình sẽ đi ra các bạn nhé. Vừa đánh xong các bạn. Tủ này gần đường các bạn ơi. Siêu to luôn các bạn ơi. Ong bầu đất này các bạn, siêu mẩy luôn. Đây cái con ong đây các bạn. Đây. Giống y hệt như con ong bầu bè đấy các bạn, nhưng mà nó to hơn. Đó. Ui ngon các bạn. Giờ mình sẽ đi về xe. Đi xem mình được thành quả bao nhiêu ngày hôm nay các bạn nhé. Hôm nay mình đánh khá là nhiều các bạn. Tối rồi, về đến đường rồi các bạn ơi. Thành quả ngày hôm nay của mình đây. Hai tổ ong khoái các bạn nhé. Còn một cái tổ ong bầu ở bầu đất này, một tổ ong bầu bé các bạn, khá là to. Nói chung là hôm nay thành quả như thế này thì thực sự là quá là may mắn rồi. Đây những cái tổ ong khoái các bạn. Giờ mình sẽ đi về các bạn nhé. Nói chung là một mình hôm nay thì khá là may mắn rồi. Giờ mình sẽ làm một cái đòn gánh để về thôi. Bây giờ tối rồi các bạn. Có lẽ là video này mình sẽ xin phép dừng tại đây các bạn nha. Buổi tối chúc các bạn xem video vui vẻ nha. Hẹn các bạn video tiếp theo. Cảm ơn các bạn. Bye bye.